Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh tin mới nhất. Kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông, ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ sẽ chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết trên cả nước. Trước khi đi vào nội dung chương trình, chúng tôi xin điểm qua những tin chính ngay sau đây. Dự báo thời tiết nắng nóng đỉnh điểm rồi hạ nhiệt, sắp đón không khí lạnh. El Nino tấn công toàn cầu, đe dọa lập kỷ lục nắng nóng chưa từng thấy. Dự báo thời tiết nắng nóng đỉnh điểm rồi hạ nhiệt, sắp đón không khí lạnh. Kính thưa quý vị và các bạn, trong ngày lập hạ 16 tháng 5, tại xã Hồi Xuân ở Thanh Hóa nhiệt độ lên tới 44,1 độ C. Phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay ở nước ta. Tối ngày 6 tháng 5, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan cho biết trong ngày lập hạ, kỷ lục nhiệt độ cao nhất Việt Nam được xác lập vào lúc 16 giờ là 44,1 độ C tại xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cũng theo tiến sĩ Huy, kỷ lục trước đây là 43,1 độ C đo vào ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Hương Khê, Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong đợt nắng nóng này, Tây Bắc Bộ và vùng núi từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều điểm nhiệt độ khả năng cao trên 40-41 độ C. Một số điểm có thể vượt giá trị lịch sử của tháng 5. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay nắng nóng bao trùm cả nước. Chiều ngày 6 tháng 5, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 37 đến 40 độ C, nhiều nơi trên 41 độ C. Lạc Sơn, Hòa Bình 41,7 độ C, Hòa Bình 41,3 độ C, Hồi Xuân, Thanh Hóa 42,4 độ C, Quỳ Châu, Nghệ An 42 độ C, Tương Dương, Nghệ An 42,5 độ C, Tây Hiếu, Nghệ An 42,5 độ C, Hương Khê, Hà Tĩnh 41,3 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 33-55%. Đông Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 40-65%. Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến là 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến là 45-60%. Ngày mai ngày 7 tháng 5, Tây Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 30-45%. Đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-60%. Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-60%. Từ ngày 8 tháng 5, nắng nóng trên diện rộng khả năng chấm dứt khi không khí lạnh tràn về nước ta. Cụ thể, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm ngày 7 tháng 5 và ngày 8 tháng 5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, cấp 3. Vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ngày và đêm ngày 8 tháng 5, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm ngày 7 đến ngày 8 tháng 5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ngày 8 tháng 5, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Ngoài ra, từ ngày 8 tháng 5, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác. Thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối. Cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước ngày 7 tháng 5. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 41 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 41 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam 32-35 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. El Nino tấn công toàn cầu, đe dọa lập kỷ lục nắng nóng chưa từng thấy. Ngày 3 tháng 5, Liên Hợp Quốc cảnh báo, nguy cơ càng ngày càng cao hiện tượng El Nino sẽ diễn ra vài tháng tới, làm nhiệt độ toàn cầu tăng cao, tạo ra những kỷ lục nắng nóng mới. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO đánh giá khả năng El Nino diễn ra vào cuối tháng 7 là 60% và cuối tháng 9 là 80%. Theo người đứng đầu cơ quan dự báo khí hậu của vùng WMO, Wisfran Malfarmaoski, hiện tượng này sẽ dẫn tới sự thay đổi các hình thái thời tiết và khí hậu trên toàn thế giới. El Nino là một hình thái khí hậu tự nhiên có liên hệ với tình trạng nhiệt độ toàn cầu tăng cũng như tình trạng hạn hán xảy ra ở nhiều nơi, trong khi mưa lớn ở những nơi khác. Gần đây nhất, El Nino diễn ra là giai đoạn từ 2018-2019. Từ năm 2020, thế giới chịu hiện tượng La Nina kéo dài bất thường, mới chỉ vừa kết thúc vào đầu năm nay để nhường chỗ cho các điều kiện thời tiết trung hòa hiện nay. La Nina là hiện tượng đối lập với El Nino làm dịu nhiệt độ toàn cầu. Dù có giai đoạn La Nina dài bất thường gần 4 năm, thì báo cáo của Liên Hợp Quốc vẫn cho thấy 8 năm vừa qua là giai đoạn ấm nhất từng được ghi nhận. Nếu không có La Nina thì tình trạng ấm lên có thể còn diễn ra nghiêm trọng hơn. Tổng thư ký WMO Bertari Taslav cho biết La Nina đã tạm thời kìm hãm tốc độ tăng nhiệt độ toàn cầu. Tuy nhiên, El Nino có thể sắp quay lại và sẽ gần như chắc chắn, dẫn tới một đợt tăng nhiệt toàn cầu, với nguy cơ nhiệt độ sẽ tăng lên, phá vỡ kỷ lục. Do tác động của El Nino thường diễn ra sau khi hiện tượng này bắt đầu trong 2 năm tới, thế giới sẽ ghi nhận nhiệt độ tăng mạnh, hiện chưa thể ước tính được cường độ hay thời gian mà El Nino sẽ duy trì. Đợt El Nino năm 2018-2019 khá yếu, nhưng đợt trước đó, giai đoạn 2014-2016, lại là một trong những năm đợt El Nino mạnh nhất từng diễn ra, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Ông Talat đồng thời nhấn mạnh, El Nino có thể sẽ mang lại một số tác động tích cực như giúp vùng sừng của châu Phi giải tỏa cơn khát vì hạn hán kéo dài và giảm thiểu một số tác động khác có liên quan đến hiện tượng La Nina. Dù vậy, El Nino cũng có thể dẫn tới những hiện tượng khí hậu và thời tiết cực đoan, nên các nước cần chuẩn bị các hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả để đảm bảo an toàn cho người dân. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình thời tiết của bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất trong nước và quốc tế, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy vui vẻ và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết, những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.